anh em mình đang đi đánh ít cây về cho em kỵ mang lên ký túc chồng các bạn ạ. Cái quả ớt Cái anh. ớt đây. Mọi người nhá. Đấy, xin chào Chào các bạn bạn nhá. nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Cơm Quê TV nhá. Nè, ớt Còn hành ớt hết giống này. ớt còn ớt xịn luôn. À, như các bạn đã xem video cũng nhiều rồi đấy, em kỵ thì ăn ớt dã man. Với cả là các bạn người Lào ăn ớt cũng rất là giỏi nên là anh em mình quyết định tặng cho ít ớt giống mà mang về ký túc chồng. Một cân cũng 50 đấy. Không Còn một cân mà anh em ăn nhanh lắm. không đến hai bữa. Nên hết là hết trồng lấy một tí ở trong cái thùng xốp. Ok. Làm đấy tầm khoảng hai ba Thoải chục cây thì ăn thoải mái ngay mái. mà. Đánh thêm cho. Đó, còn hôm nay thì anh em mình ấy thì sẽ làm một món không phải ở miền núi của mình các bạn nhé. Thì mình có ông anh, là ông anh mình cũng đi làm ở khu vực miền trong, cũng hay kể về các cái loại lẩu mắm các bạn. Đấy, hôm nay thì mình có đặt được một lọ mắm ruốc các bạn ạ. Lọ mắm ruốc thì nó là đặc sản ở, hình như là từ 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 miền Trung đi vào hay sao nhỉ, mình cũng không rõ lắm, mình chỉ biết đặt về thôi. Mình chưa được Hôm ăn nay anh em mắm mình ruốc sẽ làm bao một giờ. Mình món cũng không liên biết. quan đến mắm ruốc mọi người ạ. Mắm ruốc các bạn nha. Mắm thì anh em mình có sẵn rồi, mà thực phẩm chính của anh em mình bây giờ anh em mình sẽ đi xem thực phẩm chính của anh em mình hôm nay kiếm được cái gì và sẽ làm món cùng thực phẩm chính ngày hôm nay các bạn nha. Ok. Ui, đây này. Đây các bạn ơi, đây là lọ mắm ruốc nha các bạn nhé. Mắm ruốc này thì mình thấy mọi người hay sử dụng để nấu bún bò Huế này. Và bây giờ mình mới đọc lại ở trên này. Đặc sản của Huế các bạn ạ. Mắm ruốc Nghệ đặc An sản à? của Huế nha. Huế chứ. Nhìn này. Mở ra Huế. xem. Mắm ruốc Ủa. này thì làm từ cái gì nhỉ? Từ con ruốc Gà. à? Không biết. Hay Không biết. là mình Trông như kiểu gần gần nó để giống tí mắm nữa hơn. mình phải tìm hiểu các bạn ạ. Cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nói chung là cái này mà rang với cơm ăn thì cũng ngon đấy. Rang thịt chứ. Quên, Rang rang với thịt. thịt. Rang với thịt. Tí nữa anh em mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái này. Còn thực ra thì anh em mình cũng đã tìm hiểu một món rất là ngon về cái mắm ruốc này rồi các bạn nhé. Thì Ăn anh em trống mình hôm rồi. nay sẽ chế biến theo cách đó nhá. Còn thực phẩm chính bây giờ mới lôi thực Đây phẩm đây chính đây đây ra. đi cho mẹ xem thực phẩm chính. Và đây là thực phẩm chính các bạn ơi. Mở 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 cho anh cái mồm. Đây là em cá lăng các bạn nhá. Anh em mình thì cũng Trắng. là sẽ làm gọi là gì à? Làm Đó. lẩu mắm ruốc với cả Đó. cá lăng nhá. Cái này thì anh em Đấy. mình mua thì đã bảo cô mổ sẵn cho anh em Đúng về rồi. chỉ việc chế biến thôi các bạn. Các Đó, bác một hãy cá. thử xem video và làm theo công thức lẩu mắm của anh em mình ngày hôm nay nhá. Không còn không lấy tiền luôn. Đúng rồi. Ủa này to mấy cân? Mấy cân? Con này 3,5 cân. 3,5 cân các bạn. 3,5 cân chia 4 người thêm nước lẩu nữa thành Rau cỏ nữa à? rau cỏ nữa thành 5 cân. Ôi được rồi, mỗi người hơn cân thôi, ăn thì thôi. Cá này bây giờ anh em mình sẽ rửa sạch để xong là sẽ à, ra. Cắt khúc rồi. Khúc tí nữa mà anh em gắp vào bát vừa bát luôn, cũng vừa miếng luôn. Nhưng mà món này thì chắc là quan trọng nhất là cái nước dùng làm từ cái mắm kia đúng không? Đúng rồi đấy. Làm như thế nào mọi người xem kỹ video nhé. Cái công thức này anh em mình đã học gọi là kỹ lắm rồi đấy, mà ngon lắm rồi đấy, nên là quay video để Nhưng mà anh chia em mình sẻ với các bạn. chưa thực hành các bạn ạ. Hôm nay Chưa em mình sẽ mổ thực đâu anh hành ạ. thực tế luôn này. Được. Chưa mổ đâu. Em cá lăng này Có có trứng trứng này. rồi ạ. Lấy trứng rồi. Ui. Con này nhiều trứng đấy chứ. Ngon đấy. Mình thấy mọi người hay nấu với cả cá ba sa. Anh em mình chơi luôn cá lăng đi. Lăng cho ăn Cho cho nó nó ngoài đi, đúng cho rồi. nó Cho sang, ăn sang mồm đi. cho nó quách à. Nhiều không còn. Ui, buồng trứng khá là to nha. Lấy hết trứng dạ dày các thứ ra đây. Có thể sẽ cắt khúc vừa tầm nha, để thì mình chỉ có thể chiên qua một tí cho nó săn săn. lại. Con cá lăng này là con cá lăng đen các bạn nhé. Nhưng mà đây là nước sôi nó dội vào và cạo rồi thì nó ra như thế này thôi. Nhưng mà thịt nó trắng nhỉ. Mà con này già rồi các bạn ạ. Xương nó cũng cứng lắm. Mọi con là anh em mình dùng dao khứa khác là nó đứt luôn. Xương cứng thịt dai ăn nó mới phê chứ anh. Bóng. Ui, ui. Ui. Giật Xin đây, giới giật thiệu giật các giật bạn giật giật. nha. Đây là cá giật. Thế là cá giật này. Cá giật thấy. Ôi. Một quả. Chơi chỗ đấy, thế phải thái ra tí nữa mình Đây này này. Anh ạ.
thái ra một tí, nó thái ra một đoạn để tí mình nhúng ấy. Đi kiểu trâu giật đi, mọi người gọi trâu giật đi, đó là chứng tỏ cái độ tươi ngon của con trâu ấy. Điếp vừa mới thịt. Ui giời. Cá này cũng thế. Thế này thì ăn sẽ rất là ngon nhá. Cá tươi luôn đấy. Tươi ngon, ngọt nước. Tiếp tục nữa xem nào. Ui, vẫn giật các bạn ạ, vẫn chạy xung quanh luôn. Đấy, thịt rất là bóng bẩy nhá. Và đây các bạn nhìn này, đây nó vẫn đang giật cái cơ ấy. Cái cơ nó vẫn chưa chưa ngừng nghỉ. Nó đang hoạt động. Ok. Miếng như này là vừa tầm với anh em mình các bạn ạ. Ừ. Mỗi người miếng vừa tầm luôn. Khá là nhiều thịt đấy. Đây, xong rồi, bây giờ đã pha mâm, xong. Một mâm thịt cá luôn này mọi người. Đến công đoạn là anh em mình sẽ bắt đầu sử dụng nguyên liệu phụ để chế biến cái nước dùng nhá. Xong rồi anh em mình sẽ đi hái thêm một chút rau của anh em mình trong vườn để ăn cùng nhá. Đây là nguyên liệu phụ của anh em mình hôm nay sẽ dùng để làm cái món lẩu cá ngày hôm nay nhá các bạn nhá. Hãy dùng xả này, tỏi, ớt và hành khô này. Bên này có những cái củ quả ăn kèm, có chuối này, cà, thêm một chút dứa để cho thơm vị nước này. Nấm, hai loại nấm nhá. Anh em mình sẽ bắt đầu băm cái nguyên liệu phụ và bắt đầu đi nấu nước dùng nhá. Đấy, có thêm nước cốt dừa nữa đấy. Nước dừa nguyên chất. Xèo qua cái phần cá này cho nó hết cái mùi tanh nha các bạn nhá. Đỉnh luôn. Để săn vào. Cứ thả luôn. Lật dần lại cái săn vào nó kê luôn này. Con cá này không biết là tập bao nhiêu lâu mà nó có 2, 4, 6, 8, 10 múi thế này. Không phải 6 múi nữa các bạn. Đấy, chỉ cần cho nó săn như này là được rồi đúng không anh? Không cần phải cho nó quá vàng đâu. Đây như là phụ lên thôi các bạn nhá. Đây. Hành tỏi, xả ớt. Chúng ta phi thơm lên. Bắt đầu là làm nước dùng nhá. Cái cá này anh em mình chiên qua đến cái tầm kia là được rồi. Đã cho ra hết rồi. Rồi mình sẽ cho cái phần đầu cá với cái đoạn khúc đuôi cá vào để đảo nhé. Thì đun lấy độ ngọt của cái xương cá nó ra. Nước dừa vào đây. Thêm nước lọc nữa. Đun sôi lên là anh em mình cho thêm cái phần mắm ruốc nữa là sẽ có một nồi nước dùng ngon nha các bạn. Cho đi em, cho đi. Ok. Rồi. Sẽ cho một muôi mắm ruốc này nha các bạn nha. Mắm ruốc này khá là mặn đấy các bạn. Đó, cho thêm cho thêm cái phần nước dùng kia vào đây để mình pha cho nó loãng ra. Cho thêm nước dùng vào nha. Đánh cho nó tan ra. Rồi, mình sẽ cho thêm dứa nha các bạn nha. Cho thêm cái phần nước mắm anh em mình pha này. Bây giờ chỉ đợi sôi lên là anh em mình múc ra để ngồi thôi nhá. Em nếm thêm một chút mì chính nữa vào đây. Nếm nếm nếu mà nó nhạt thì anh em có thể cho thêm một chút mắm. Sôi lên anh em mình sẽ hớt bọt đi nha các bạn nhá. Hớt bọt với cái phần mỡ này đi. Nãy anh em cũng cho dầu ăn khá là nhiều ấy. Cứ hớt như này là một lúc sau là hết luôn. Vì cái dầu thì nó nhẹ hơn nước, nó nổi các bạn ạ. Đấy, vớt hết bọt đi. Anh em thấy dậy mùi chưa? Ui, mùi mắm thì nó dậy thì thôi rồi các bạn ạ. Cứ phải gọi là phương phức à? Mùi này giống gần giống mùi bún bò Huế các bạn nhé. Nhưng mà mình nấu kiểu này mình cho đậm đặc hơn nhỉ? Thế nên là nó còn mùi nó còn gọi là đặc hơn, mùi nó còn nặng hơn. Oh, múc ra nồi các bạn nhá. Hay xa.
Mùi mạnh lắm. Thơm rực rỡ luôn. Mùi này là mùi gần giống kiểu mùi mắm tép ấy. Đây là con ruốc, nó lại là ở ngoài biển. Cái tép biển ấy. Chỉnh cái bếp ga cho nó bằng rồi. Thêm các loại cà tím vào đây này. Thả luôn cả cái mấy cái chuối đấy vào. Cứ thả cà vào cà đây thoải mái đi. Cà này càng nhừ càng ngon. Có loại cà này không sợ bị nát các bạn. Ok. Cho cá vào em. Cho cả cá vào luôn nhá. Thả cá vào. Em thả, cứ thả thoải mái lên. Mình được cái là cá nhiều mà. Cứ miếng to mà thả. Cứ thịt cá mà. Cứ thịt cá. Được rồi, ok đấy. Đó. Đợi nó chín là vụt thôi các bạn ạ. Đông cửa. Thơm quá. Xôi rồi anh em ơi. Đấy, rồi. Mời các bạn vào mâm với anh em con quê nhá. Mời bạn nhá. Đấy, anh em mình gọi em Trinh. Trinh thì chắc là một người thẩm cái món lẩu mắm này nhiều rồi. Trinh thì đang hiện tại đang làm việc ở trong miền Nam các bạn, nên là bảo là ngửi cái mùi là quen thế. Giống mắm cá, rất là quen. Giống lẩu mắm, đúng lẩu mắm rồi. Đấy, đấy mỗi anh em miếng. Chắc không? Không ra được ấy. Để cho nó nguội nguội thôi anh em mình gặp. Cá này nó ấy mà, da cá rồi. Mời anh chị nhá. Đâu để anh thả tiếp cái bên này vào cho nó. Chín cá nó hơi to ấy, cho nên anh em mình thả dần dần. Phải ăn với rau ấy, lẩu mắm này nhúng rau ấy, ăn nó mới phê. Cầm em gắp cả cái miếng này lên, làm miếng to to vào. Ăn nó ngọt ngọt đấy ạ. Ừ, cái lẩu mắm này ăn cực kỳ ngon luôn. Hơi ngọt ngọt thơm thơm rồi. Hơi nặng. Nó không bị hơi nặng rồi. Mười mười nhá. Chấm chỗ này nhưng mà cắn chỗ khác. Bốc khói. Chắc đét nha. Được không? Cá này chắc đét. Cho nhà nhá. Buồn. Cho nó chín tới cho anh em mình ăn nguyên thịt đi. Ngọt. Nó thơm mà cái mùi, nếu mà nấu cùng với cá này thì mùi nó lại mùi dậy mùi mắm nhiều nhất. Nó không còn cái mùi lúc như lúc đầu nữa các bạn. Ăn vào nó lại nó hơi ngọt ngọt. Nó không phải là không còn mùi cá nhiều nữa, nó chỉ mùi mắm thôi là nhiều hơn. Ăn nó sẽ có đọng cái vị ngọt ở trong cổ họng. Gặp miếng cá ra thì nó nguội. Ôi giời ơi. Đây, các loại rau thì anh em thả rau vào. Đấy, bây giờ mới đến lượt tôi này. Mời mọi người nhá. Mời anh em này. Ui, ngọt. Cá này chắc thịt mà lại không có xương mấy, ăn đến mới sướng. Không cần chấm luôn. Chính kiểu ăn cá không có xương này mình thích. Húp tí nước à? Tháng nay húp tí nước thấy ngọt ngọt thơm thơm. Dậy mùi mắm luôn. Mình phải gan gan lấy cái nước không là mỡ. Rất là quen thuộc đúng không? Đây ăn nhiều rồi. Trong khi ăn rất là nhiều món này. Ok. Cho cái tí rau cần này này thì ăn tái rồi. Đây đấy. Đây đấy luôn. Cũng trời lạnh có tí nồi này là quá tuyệt vời rồi. Trời lạnh ăn lẩu này thì tuyệt vời. Đua nồng nọc. Ui. Húp tí nước thử xem. Nước này nhưng mà có ngon. Tí nước mà ăn nó đậm đậm hơn này. Thơm hơn à? Ngon hơn này. Ngọt. Nước còn đấy. Với lại cái miếng thịt cá nó rất là chất lượng nha các bạn nha. Chắc ăn chắc. Nó cứ ngọt ngọt này. Thơm thơm ngọt ngọt kiểu ngọt dịu dịu à. Không phải đâu. Mình nấu nước dừa với lại là cái nước dừa nó sẽ có kiểu ngọt khác. Cái ngọt này là có cộng hưởng của cái mắm cá. Nó cứ dịu dịu kiểu gì. Là mắm ruốc chứ không phải là ngọt thanh mà là kiểu dịu dịu. Đúng rồi. Nước ngọt. Ok. Thế em cứ ăn nước đi để ăn cá. Sau cần ăn tái thôi các bạn ơi. Rau mới ngon này. Cho anh muối, rau thêm nước. Đúng rồi, rau thêm thêm tí nước vào cho nó đậm đà. Ăn được rồi. Ừ.
Chị đẻ hết đấy vô đây rồi. Đẻ hết cá. Không. Lấy cái bộ trứng ở dưới chín rồi đấy. Nấm, nấm ở dưới này chín hết rồi. Ấy da, ngọt quá. Ngọt quá. Thực sự ngon đấy. Ok đấy mọi người. Rồi tí mình ăn hết cá thì đến nấm rồi. Chuối chưa, chuối cứ có củ quả cà chứ quả chuối. Ai chẳng chưa cái quả rau thôi, miếng rau đầu tiên này là hơi nóng ấy, cái phần mỡ hơi nhiều chưa chốc. Nóng mỡ nóng. Nhiều nên nó nóng lâu, cho thêm miếng rau đi. Hả? Cho rau thừa đầu. Mình mà có nấu này là nấu này ăn nát đôi rồi. Ăn với rau nó ngon. Rau này ăn sống được mà. Rau ấy. Ăn sống lắm. Không dám không ăn được mắm tép mà trước. Thế thích ăn thịt rang mắm tép. Cứ dịp nào đi Thanh Hóa hoặc Nghệ An thì mình về mình cũng phải làm một chai mắm tép để rang với thịt các bạn ạ. Người ta bảo khôn đi trước. Đấy, ăn cái dạ dày trước các bạn ạ. Cái đấy chắc người ta mổ ra được cái dạ dày. Biết được. Người ta làm sạch rồi mà lộn rồi. Càng phải có cả tí bịa ăn nó mới rực rỡ các bạn ạ. Thử xem độ giòn của cái am dạ dày em cá này như nào nhá. Trứng này hơi già. Chị biết bịa là gì? Ừ, cũng kêu. Bê vào ăn bịa. Phần nó đang nhẹ nhẹ ngọt ngọt mà. Thơm mà. Như là chưa lộn làm sao cũng có cả tí bịa rồi. Ngon lắm. Bịa mới ngon. Có con gì cho. Có con cá, con cá con. Bịa còn ăn được mà cái đấy. Nó phải nhặn nhặn cái cơ, bịa này vẫn chưa nhặn. Ăn nhiều con đấy trong đây. Nhiều con à? Ừ, con này hơi sạch. Ừ. Bịa này vẫn sạch. Ừ, con này hơi sạch. Phải hơi nhặn nhặn luôn. Nhà anh em thẩm được quả lẩu mắm này là thẩm được mùi chứ đúng không? Yeah. Ok. Vị cũng thẩm được. Ai không ăn được. Mình thích ăn. Thích ăn mắm tép. Cơm rang mắm tép lúc nào mình thịt rang mắm tép nào mình cũng ăn được. Không bao giờ ngán. Giờ hết mỡ rồi ăn rau là ok đấy. Ủa cái nước vẫn ngọt. Ngọt lắm nước cam. Càng nấu cá nó càng ngọt. Càng ra cả cái nước từ thịt cá ra lại càng ngon nữa. Linh lông ngon. Ừ. Cá trứng. Đây rau cần này. Ăn tái thôi. Tái là được rồi. Cho nấm, cho nấm vào. Nấm này càng lâu. Trứng to đúng không? Quả trứng của con cá này to hơn trứng con cá cái khác. Cái nấm này mà ngon ấy là phải nước lẩu ngon mới ngon. Đây là nó hút này, hút nước này. Mà trứng cá này ăn không ngon các bạn. Trứng cá này nó hơi to, nó bị to, da rồi, nó bị ấy da. Nó đành. Nhưng mà phần tại vì chắc là đẩy như kiểu hạt cao su. Cũng chắc luôn. Không, cá này ăn nó chắc thịt mà, nên là trứng nó cũng chắc. Không, cái trứng nó hơi bị già thôi, đúng là trứng nó non nữa. Ăn nó ngon. Mà trứng cá này to nhỉ? Trứng cá nó to. Đến muối chấm hạt dổi của anh em mình. Ngon. Mạnh vào cái im. Em cứ làm trốn hay làm anh ngại, anh không dám gắp rồi. Gắp à? Đấy, dồi ôi, miếng này đun từ đầu rồi. Cái này thích đầu rồi. Đầu ấy mới béo. Béo đét. Anh Niên ăn cho béo. Nóng mãi không béo. Cà mềm rồi các bạn. Khi nào mình phải lấy được ba vợ rồi béo được các bạn. Ô, cà mềm rồi kìa, anh em gắp cà đi. Trinh bảo thế, Trinh bảo là cà mềm rồi, gắp cà đi. Cà mềm rồi này. Ăn được rồi. Cà mềm rồi đi ăn cá đấy các bạn ơi. Gắp cả khúc rồi. Phải công nhận là ngon rồi đấy các bạn. Nhất là cái nước dùng. Về sau càng đun càng ngọt của cái thịt cá ra các nữa nhỉ. Ngon ngon thực sự. Các bạn hãy thử một lần làm nhé. Nói chung là rất là ngon đấy. Đơn giản mà lại ngon. Đúng nhanh rồi. Gọn lẹ. Cái này nếu mà
Nhà mình mà có khách thì mình chỉ làm tầm cỡ trong vòng đúng 30 phút là bắt đầu ngồi. Nhanh. Công nhận cái món này thì mình thấy làm đơn giản mà ngon. Nhanh. Đúng rồi, cái độ ngọt của nước tôi dừa mắm ruốc thế là nó làm cái nước nó ngọt rất là kiểu rất là lạ các bạn, ăn vào rất là cuốn nhá. Cái phần cuối này, cái phần nước dùng này, cả thịt cá đậm đà luôn. Dỡ cái này mà có tí bún nữa thì thôi rồi, thành bún cá luôn. Nhưng mà thời tiết hơi lạnh đúng không ạ? Mình lạnh mấy cốc bia vào hơi. Đây, có đây, làm tí bia tí rượu đây các bạn. Đây, làm tí cốc bia. Đó các bạn hãy thử làm nhé. Nếu mà có một lọ mắm ruốc ở trong nhà thì các bạn làm theo cái kiểu như thế này ăn rất là ngon nhá. Mắm ruốc này mình thì theo mình tìm hiểu thì cũng có thể làm cả cái lẩu bò, cái thứ cũng rất là dễ, rất là ngon. Cá như này cũng được này. Các bác xem video thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để bình luận nhé. Còn bây giờ thì thời lượng video dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.